đây là dạ dày đây ha, đây là tá tràng đây, đây xuống dưới đây là tá tràng đây 2, đây 3 thì chạy qua tá tràng đây, thì tắc tá tràng có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Nếu tắc tá tràng hoàn toàn, tôi chỉ thấy được dạ dày và gặp đầu tá tràng giãn, phía sau này cho hết cũng thấy gì hết. Nếu tắc tá tràng không hoàn toàn, nếu tắc tá tràng không hoàn toàn thì tôi thấy được cái gì? Tôi thấy được dạ dày giãn, tá tràng giãn và hút vẫn xuống được vào phía dưới, và gặp phía dưới vẫn có hơi, và gặp phía dưới vẫn có hơi vì nó tắc không hoàn toàn. Thì cái nguyên nhân tắc hoàn toàn của nó là gì? Nguyên nhân của tắc hoàn toàn của nó đa phần là theo atresi, có hai cái từ atresi và stenosis. Atresi là gì? Atresi là gián đoạn hoàn toàn sự lưu thông, còn stenosis là nó hẹp cái lòng mà thôi đó. Thì trong tắc tá tràng hoàn toàn đa phần là tắc tá tràng hoàn toàn là đa phần là do gọi là cái atresi, còn tắc tá tràng không hoàn toàn là nó vẫn không thông xuống được. À, thì cái nguyên nhân tắc tá tràng không hoàn toàn có một số cái, ví dụ được gặp nhất nó gọi là cái màng ngăn có lộ thông. Cái màng ngăn có lộ thông là nghĩa là sao? Là trong lòng tá tràng nó có một cái nếp niêm mạc nó băng qua, và giữa nếp niêm mạc đó nó có một cái lộ thông, nó cho xuống từ từ, cho từ từ xuống, thì gọi là màng ngăn tá tràng có lộ thông. Hoặc có những cái dây chằng lét, hoặc có những cái tuyến nhẫn nó chèn ép, nó xiết vào cái tá tràng D2, nó gây cũng tắc hoàn toàn. Trên X quang tôi đọc được cái đó không? Không. X quang tôi chỉ đọc được cái gì đó, dù chụp cảm quang hay không cảm quang, tôi đọc được đây là tắc tá tràng hoàn toàn hoặc đây là tắc tá tràng không hoàn toàn. Siêu âm có thể trả lời được, ví dụ một số trường hợp, ví dụ như tuyến nhẫn, tuyến nhẫn siêu có thể đánh giá được tuyến nhẫn ha. Nhưng mà chủ đề không quan trọng, đã tắc là phải bổ, bổ ra đi rồi biết nó tắc do cái gì thì người ta giải quyết cái đó. Trên X quang tôi thấy gì? Ví dụ như này, dạ dày lớn, nó chạy dạng lớn. Ngày xưa người ta mô tả cái dấu hiệu gì? Người ta mô tả dấu hiệu gì? Người ta tắc tắc trong mặt trời rất vô bốc vô. Hình ảnh bóng đôi, hai bước ký dịch. Nếu trong trường hợp này ha, nếu trong trường hợp này chúng ta chụp tư thế đứng, ngày xưa chiếc cái bụng xưa ở đây, người ta chụp đứng, thì chúng ta sẽ thấy hai bước ký dịch. Một bước ký dịch ở bên này và một bước ký dịch ở bên này. Bước ký dịch bực là của dạ dày và bước ký dịch nhỏ là của tá tràng phía dưới mở hết. Còn nếu chúng ta chụp chung một nằm thì sẽ không có lớp bốn bốn, không có hai cái bước ký dịch. À, chúng ta thấy được dạ dày giãn, tá tràng giãn, dạ dày giãn, tá tràng giãn. Rồi phim này ví dụ chụp ở lúc 12 tiếng, 24 tiếng xong, tắc tá tràng hoàn toàn, khỏi bàn cãi, đủ để chẩn đoán. Tuy nhiên rồi, à, ví dụ thằng Kim này, à, thấy được bóng hơi đây, tá tràng đây. Rồi tuy nhiên một số bác sĩ người ta vẫn đòi hỏi chụp cảm quan, ha. À, thấy cái bụng không sợi đủ rồi, nhưng mà một số người vẫn đòi hỏi chụp cảm quan. Thì lúc đó các chị bơm một chút xíu chụp cảm quan giống ta trong nước không, ha. À, chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được dạ dày dạng lớn, tá tràng dạng lớn, do đó chấm dứt không xuống được. Thì khi mà tắc hoàn toàn như vậy thì cái nguyên nhân của nó thường nhất là atresi, đèo tá tràng. Và còn cái này nó tốn mô này, à, ngày xưa này chụp đứng chụp ngồi này, ha. À, thấy hai bóng, một bóng này là dạ dày, bóng này là tá tràng. Và cái dạ dày thực sự nó bực xuống đây sẵn vòng vào bên này, ha. À, thì đây là bước ký dịch trong dạ dày và đây là bước ký dịch trong tá tràng, dấu hiệu hai bóng đôi nó bổ vô. Còn khi nó nằm thì hai bóng này nó gô thành một rồi, thì lúc không có bóng vô này nó là single thôi nha. Ha, ví dụ chụp này chụp ra cũng vậy thôi. Rồi cũng là tắc hoàn toàn tá tràng, hoàn toàn tá tràng. Bây giờ hôm nay các chị thấy gì? Dạ tá tràng giãn trong dưới em ơi, có hơi, ha. Và khi trong những trường hợp này nè, cái bụng không suy giảm thì nó rất khó. Cái bụng không suy giảm thì nó lâm sàng bây giờ vẫn ói, cũng có thể ói ra gì sao, vẫn ói, X quang có thể bình thường. Tại vì sao? Trong trường này có thể người ta đặt cái sức dạ dày vô, người ta giữ luôn. Cái dạ dày nó chẳng sẹp xuống giống như bình thường. Giờ X quang cũng không suy giảm ở những đứa này, coi như là bình thường. Có thể coi như bình thường. Siêu âm có được gì không? Siêu âm nếu các chị thấy trong bơm nước vô, ha. Cho nó căng cái dạ dày lên, cho căng tá tràng lên, có thể đánh giá được cho bạn tắc tá tràng không hoàn toàn. Cho nước vô cái dạ dày, cho nước vô, ha. Tắc tá tràng không hoàn toàn, có thể chẩn đoán được tiền sơ và có thể được tìm được cái nguyên nhân của nó là cái gì tiền sơ. Ở X quang thì trong trường này chụp cảm quang đối với tắc tá tràng không hoàn toàn, không được bắt buộc phải chụp cảm quang mới chẩn đoán được, luôn phải chụp cảm quang. Thì chúng ta thấy được gì? Chúng ta thấy được dạ dày dạng lớn, tá tràng dạng dày và tá tràng luôn luôn dạng lớn. Sau khi bơm nước vô rồi thì dạng dày và tá tràng luôn luôn dạng lớn, nhưng sau đó nước nó vẫn xuống được tới ống tràng mà xuống chậm.
thứ hai thì cũng là bán tắc đó. Vậy vậy đối với những cái bán tắc tá tràng có được không? Đối với những bán tắc tá tràng có được không? Không phải luôn luôn chúng ta chẩn đoán cho bệnh sơ sinh, có những đứa 4-5 tuổi rồi có chẩn đoán được. Tại vì sao? Tại vì cái lỗ thông của nó nhỏ hay là lớn. Nếu cái lỗ thông tương đối thì trong lúc đầu uống sữa nó vẫn qua được đầy đủ được, không là vấn đề. Nó càng lớn ăn càng nhiều thì lúc đó cái lỗ thông nó không đủ rộng để nó tống cái ăn xuống thì nó mới biểu hiện của một cái tắc, bắt tắc nó chèn là nó mới rộng, nó hỏi. Thì do đó mới có thể chẩn thông thường đã nhiều trường hợp chẩn đoán một cái tắc tá tràng không hoàn toàn có lỗ thông ở năm dưới nhỏ 4-5 tuổi là chuyện bình thường. Tại vì tới lúc đó nó ăn càng ngày nó ăn càng nhiều thì cái lỗ thông cứ càng trở thành lỗ thông đó. À, ví dụ như thế này nó là lớn rồi đó, thì chúng ta thấy tắc tá tràng không hoàn toàn, tắc tá tràng không hoàn toàn. Đó, đứa này không rất là lớn ha, đứa này là 4-5 tuổi đó, cái dạng dạng lớn, tá tràng dạng lớn và thuốc vẫn có hơi phía dưới và thuốc xuống nó chặt, nó vẫn là tắc tá tràng không hoàn toàn. Do đó tắc tá tràng không hoàn toàn do màng ngang có thể chẩn đoán ở sơ sinh, có thể chẩn đoán ở đứa nhỏ vài tháng tuổi, có thể chẩn đoán ở đứa nhỏ vài tuổi, chứ không phải bắt buộc luôn luôn là chẩn đoán trong giai đoạn sơ sinh. À, cái này nó tắc không hoàn toàn, tắc không hoàn toàn. Mời tới. Ở cái phương pháp từ tiếp theo của tiêu hóa là cái ruột sẽ bất toàn, thì nhắc lại cái chỉ biết được cái ruột sẽ bất toàn rồi thì cái vai trò của nó là cái gì. Đối với cái ruột sẽ bất toàn thì nhắc lại chút xíu trong cái bào thai đầu tiên, trong bào thai thì toàn bộ tiêu hóa nằm ngoài ống bụng, toàn bộ tiêu hóa nằm ngoài bụng, sau đó trong ống tiêu hóa nó sẽ di chuyển vào trong ống bụng, nó khép ổ bụng lại, nó đi di chuyển theo cái độ lớn đi bụng và nó sẽ xoay 270 độ ngược chiều kim đồng hồ theo cái trục của động mạch mặt giao chạm trên, theo cái trục của động mạch mặt che đằng trên đó. Thì đây là cái quá trình xoay của nó. Rồi ngày 42 ngày nó nằm bình thường vậy ha, 50 ngày nó xoay 90 độ, rồi tới 70 ngày nó xoay thêm 90 độ nữa, nó tạo thành cái. Khi mà tới ngày thứ 77 thì nó xoay hoàn toàn, ngày thứ 77 nó xoay hoàn toàn được 270 độ ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi nó xoay hoàn toàn xong rồi thì cái góc stress sẽ nằm ở bên trái cột sống, là vị trí bình thường. Cái manh tràng nó sẽ nằm ở bên phải dưới gan, manh tràng nằm bên phải dưới gan sau khi ống tiêu hóa xoay đủ 270 độ. Tiếp theo manh tràng nó sẽ di chuyển từ cái vùng góc gan xuống dưới hố thực quản, thì đó là hoàn tất cái quá trình di chuyển của ống tiêu hóa. Và khi ống tiêu hóa nó di chuyển như vậy, khi ống tiêu hóa như vậy, khi mà manh tràng nó nằm ở cái hố thực quản thì cái mặt treo ruột non nó sẽ đi từ manh tràng, nó đi từ cái góc stress tới cái manh tràng, thì đây là một hình vuông, thì cái đường chéo của nó sẽ là cái đường dài nhất. Khi mà cái chân mặt treo nó dài nhất thì ống tiêu hóa nó sẽ được cố định tốt nhất, nó không di chuyển, nó không di động. Nhưng nếu có một cái tình trạng ruột xoay bất toàn, nó không di chuyển đủ 270 độ, thì lúc đó manh tràng nằm vị trí bất thường, góc stress nằm vị trí bình thường, thì cái chân mặt treo rất là ngắn, chân mặt treo rất là ngắn. Và chân mặt treo ngắn thì cái nguy cơ sẽ bị lắc thì nó bị xoắn. Do đó cái nguy cơ của ruột xoắn bất toàn là gì? Nguy cơ của ruột xoắn bất toàn là xoắn ruột. Cái thứ nhất, ví dụ trường hợp này nó là xoắn ruột, mà nó xoắn của cái gì? Khi mà xoắn ruột của ruột xoắn bất toàn là nó sẽ xoắn của cái gì? Nó sẽ xoắn toàn bộ ruột non, sẽ xoắn toàn bộ ruột non. Tại vì sao? Tại vì cái ruột xoắn bất toàn xoay ruột là xoay theo cái trục của động mạch mặt treo chẳng trên, mà động mạch treo chẳng trên nó sẽ cấp máu cho nửa một phần của tán tràng D3 xuống hết ruột non tới nửa đại tràng ngang, thì nó xoắn hết toàn bộ cái trục, nó xoắn cái vị trí đó và xoắn thì sẽ tắc động mạch mặt treo chẳng trên và hoại tử nguyên lan tỏa ống tiêu hóa trong cái vùng mà cấp máu của động mạch mặt treo chẳng trên. Do đó nó nguy hiểm là như vậy. Còn động mạch mặt treo chẳng dưới nó chỉ cấp máu từ nửa đại tràng ngang qua tới đại tràng bên trái đi xuống. Còn đặt động mạch mặt treo chẳng trên nó cấp máu từ tá tràng được một phần tá tràng đi ra hết toàn bộ ruột non, manh tràng và cái đại tràng phải, và xoắn thì sẽ xoắn quanh động mạch mặt treo chẳng trên, sẽ tắc động mạch mặt treo chẳng trên và hoại tử sẽ hoại tử một lan toàn đó. Cái nguy hiểm là như vậy.
đó, cái nguy hiểm, cái khi mà sóng toàn thì cái nguy cơ thứ hai là sóng lụt. Cái nguy cơ thứ hai của nó là gì? Người ta gọi là dây chặn led, tắt tá tràng do dây chặn led. Dây chặn led là gì? Bình thường manh tràng nó nằm ở hố trụ phải, manh tràng ở hố trụ phải thì nó sẽ có một cái nếp niêm mạc, một nếp nếp phúc mạc, một cái nếp phúc mạc nó cố định manh tràng và hố trụ phải để cái manh tràng nó được cố định, nó không đi đâu. Khi manh tràng nằm ở vị trí cao của vùng vây bất toàn, manh tràng nằm vị trí cao luôn, đúng không? Nếu manh tràng nằm ở bên phải, bên trái, nếu manh tràng nằm bên trái của tá tràng, đây là dạng dày xuống, đây là tá tràng. Nếu manh tràng nằm ở bên trái thì lúc đó cái nếp niêm phúc mạc mà nó cố định manh tràng này nè, nó sẽ đi từ manh tràng này, nó băng qua phía trước tá tràng đi hai và nó cố định vào thành vùng bên thành vùng dưới gan. Do đó lúc này nó sẽ tạo thành một cái dải sơ, nó băng qua, nó chèn ép, nó chèn lên phía trên của D2. Thì lúc này người ta gọi đây là cái dây chằng led, và nguy cơ của luồn sóng toàn là gì? Là bán tắc đến dây tá tràng gây dây chằng led. Trong trường này nó có, do đó không phải tất cả những trường hợp luồn sóng toàn đều có dây chằng led. Không phải tất cả trường hợp luồn sóng toàn đều có dây chằng led. Dây chằng led nó chỉ có khi mà cái manh tràng nó nằm ở bên trái của tá tràng, của tá tràng. Manh tràng nằm bên trái thì cái dải sơ này nó mới băng qua phía trước tá tràng để nó cố định ở bờ dưới của gan, thì cái dải sơ này nó mới chèn ép được cái tá tràng. Do đó cái nguy cơ của ruột sớm toàn là gì? Hai cái, thứ nhất là xoắn ruột, và cái thứ hai là bán tắc tá tràng do dây chằng led. Và dây chằng led không phải tất cả các trường hợp nào của ruột sớm toàn đều có dây chằng led hết, nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí của cái manh tràng. Cái nhà lâm sàng của nó là xoắn ruột. Xoắn ruột có thể xuất hiện bất cứ vào thời điểm nào, sơ sinh vừa đẻ ra xoắn liền, vài ngày sau nó xoắn, vài tuổi nó xoắn, người lớn nó xoắn, có thể xoắn ruột mãn, xoắn xong từ tháo xoắn, ăn xong nó đau bụng xuống xíu nó từ tháo xoắn đó, hoặc tình cờ phát hiện có một ruột sóc vàng, không có một cái biến chứng, có cái nhà lâm sàng của cái ruột sóc vàng được thể hiện. Cái tim mục không xuất sản sao? Cái mục xuất sản thì hầu như không có giá trị vì trong cái trường này ha. Rồi còn trung đại tràng cá quan,